Cảm ơn các bạn đã đến với kênh ẩm thực của Yahoo Food. Thank you for your watching Yahoo Food Channel. Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ làm món cá ngừ kho nha các bạn. Còn nguyên liệu chúng ta gồm có, cái này mình sẽ có hai con cá ngừ nè. Hai con cá ngừ đây tầm khoảng là 700 gram. Đó, các bạn nhìn mắt cá ngừ nhìn rất là tươi. Thành phần gia vị gồm có hạt nêm, nửa muỗng cà phê muối, 3 muỗng canh tỏi, 2 muỗng cà phê tiêu. Để cho đậm đà hơn thì mình đây là mình sử dụng đây là 5 trái ớt này các bạn. Đó, 5 trái ớt. Và đây là một ít hành lá. Đồng thời cái này là màu đường để kho cá này các bạn. Đối với màu đường thì các bạn có thể thắng caramel. Còn ở đây là mình mua màu đường ở siêu thị các bạn. Mình sử dụng rất là tiện lợi, rất là ngon. Và thành phần không thể thiếu cái đây là mình sẽ sử dụng nước mắm đây các bạn. Nước mắm các bạn có thể sử dụng các loại khác nhau. Còn đây là mình sẽ sử dụng nước mắm Hưng Thịnh. Cái đây mình sẽ sử dụng tầm khoảng là 5 muỗng canh nước mắm các bạn. Mình bắt đầu đi vào sơ chế nguyên liệu. Để rửa cá sạch các bạn, mình sẽ cho vào đây là 2 muỗng canh muối. Rửa xong rồi các bạn, công đoạn tiếp theo là công đoạn mình ướp cá. Đầu tiên mình sẽ cho vào đây 3 muỗng canh đường, 1 muỗng canh hạt nêm. Mình sẽ cho vào đây là 2 muỗng canh tỏi băm các bạn. Tiếp theo mình sẽ cho vào đây 2 muỗng cà phê tiêu. Năm muỗng canh nước mắm các bạn. Đối với phần ớt thì tùy các bạn ăn cay hay không thì ở đây mình sẽ cắt. Mình sẽ cho vào đây là 1 trái ớt các bạn. Và tiếp theo là mình sẽ cho vào đây một ít nước màu các bạn. Mình sẽ cho vào đây tầm khoảng là 1 muỗng canh nước màu. Rồi mình sẽ trộn hỗn hợp lên các bạn. Đối phần cá này chúng ta nấu ngon nhất là khi các bạn ướp trong vòng khoảng 2 tiếng các bạn. Nếu các bạn không có thời gian thì chúng ta có thể ướp trong vòng 15 phút các bạn. Rồi sau đó chúng ta nêm đi kho cũng rất là ngon. Nhìn rất là ngon luôn các bạn. Và một bí quyết để cho cá ngon các bạn thì chúng ta sẽ cho vào đây 4 trái ớt. 4 trái ớt thì chúng ta không cần phải xắt ra nha các bạn.
khi phần nước đó các bạn nó đã rút hết rồi thì lúc đó là chúng ta bắt đầu ăn rất là ngon. Rồi bây giờ nồi cá kho đã rút nước rồi các bạn. Rồi bây giờ cá chín rồi, nhìn rất là ngon. Rồi bây giờ mình sẽ tắt bếp. Nồi cá ngừ kho đã xong rồi các bạn. Đó các bạn nhìn. Thứ nhất màu cũng rất là đẹp này. Nước cũng đã cạn hết rồi nè các bạn. Đó các bạn nhìn ớt với lại là đầu hành cũng đã mềm rồi. Nhìn cá nhìn thấm rất là ngon này các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ múc ra đĩa các bạn. Thôi bây giờ mình sẽ ăn thử như thế nào bạn. Cá thấm rất là ngon các bạn. Đặc biệt là khi chúng ta kho cá ngừ như thế này, có vị mặn mặn, một chút ngọt ngọt nhờ muối các bạn. Thì muối sẽ tạo cho cá của chúng ta nó sẽ cứng hơn. Vì cây cây của ớt, vị thơm thơm của hành, vị thơm thơm của tỏi, đặc biệt là nước mắm đấy các bạn, thấm vào cá, cá ăn rất là ngon đấy các bạn. Món ăn này cũng dễ làm và làm rất là nhanh. Mình nấu tầm khoảng là 35 phút là có món ăn này rồi các bạn. Rồi clip của mình ở đây đã hết rồi các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem hết clip của mình. Nếu các bạn yêu thích kênh của mình, hãy bấm đăng ký, like, share, ủng hộ mình nha các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều và xin chào các bạn.